Thưa quý vị, thực hiện theo công văn số 3770 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đúng 12 giờ hôm nay, 20 tháng 6 năm 2021, các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn, uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tạm dừng việc bán tại chỗ, chỉ bán mang đi và tạm dừng hoạt động tắm biển. Hầu hết người dân thành phố đều đồng thuận và chấp hành chủ trương này của thành phố vì ý thức được tình hình phức tạp của dịch bệnh thời điểm này. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Tại các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sau khi được thông báo về chủ trương của thành phố từ tối qua, thì đã nhanh chóng thu dọn các bàn ghế phục vụ khách tại chỗ và chuẩn bị cho việc bán mang đi. Quán nào cũng để bảng phía trước với nội dung bán mang về. Người dân cũng tuân thủ không ngồi ăn uống tại chỗ và chỉ mua về hoặc đặt ship trên các ứng dụng đặt đồ ăn, thức uống. Trải qua nhiều trận dịch, tin tưởng vào kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng, người dân đều sẵn sàng gác bỏ lợi ích riêng để chung tay cùng thành phố quyết tâm dập dịch. Ngay từ lúc đầu, thì bên quán cũng tuân thủ theo quy định của chính phủ cũng như thành phố. Mặc dù là tình trạng bán mang về và thông qua tất cả các ứng dụng của các đơn vị vận chuyển ship đi, thì doanh thu của quán cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà vì tình trạng dịch hiện tại bây giờ thì quán ủng hộ cái quyết định chủ trương của nhà nước cũng như thành phố mình. Cái chủ trương này cũng có phù hợp với lòng dân, cũng mong là mau qua dịch để cuộc sống nhân dân ổn định lại bình thường như cũ. Còn tại các bãi biển Đà Nẵng, ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tiếp tục tăng cường và siết chặt công tác phòng chống dịch tại bãi biển. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, những hàng rào chắn đã được thiết lập tại tất cả lối xuống biển, các cơ sở dịch vụ trên bãi biển đã tuân thủ việc tạm dừng hoạt động. Người dân cũng tuân thủ việc không tắm biển. Thì ngay buổi sáng ngày 20 tháng 6 là ban quản lý đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai dân dai cắm bản dọc trên hai tuyến biển, thông báo cho người dân về tạm dừng tắm biển. Ban quản lý đã phối hợp với các lực lượng địa phương tuyên truyền nhắc nhở người dân và du khách đeo khẩu trang tại nơi công cộng và thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành. Sau hơn một tháng thành phố không phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, thì hôm qua ngày 19 tháng 6, thành phố đã phát hiện những ca mắc mới và đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Vì vậy, điều quan trọng chính là việc người dân tuân thủ nghiêm chủ trương phòng chống dịch của Đà Nẵng mọi lúc mọi nơi sẽ góp phần giúp thành phố thêm một lần nữa chiến thắng đại dịch này.